Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với sân chơi chinh phục năm 2019 do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo VNPT Quảng Trị tổ chức. Chương trình do VNPT Quảng Trị tài trợ chính và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đồng tài trợ. Thưa quý vị và các bạn, nhà bác học Isaac Newton đã từng nói: những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước, những điều chúng ta không biết là cả một đại dương. Chính vì thế, càng học hỏi, càng tìm hiểu thì chúng ta càng mở ra cho mình những chân trời kiến thức mới. Với mỗi chương trình chinh phục, hy vọng rằng không chỉ các em học sinh mà cả quý vị cũng đã có thêm những thông tin bổ ích và lý thú, đồng thời cũng là những giây phút giải trí thoải mái vào mỗi dịp cuối tuần. Tuần này chúng ta sẽ chứng kiến phần tranh tài của các bạn thí sinh. Hãy giơ một tràng pháo tay để chào đón bạn Trần Hoàng Yến Nhi đến từ trường Trung học Phổ thông Gio Linh. Bạn Trần Ngọc Vũ đến từ trường Trung học Phổ thông Thị xã Quảng Trị. Bạn Trần Hữu Nghị đến từ trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn. Và bạn Trần Chín Huy đến từ trường Trung học Phổ thông Tân. Kính thưa quý vị, để theo dõi, đưa ra đánh giá cuối cùng cho câu trả lời của các thí sinh, Ban Cố vấn đã cử các thành viên sau đây làm giám khảo trong cuộc thi hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Hòa, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Xin trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Tấn Linh đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng. Và xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Trọng Mẫn đến từ trường Trung học Phổ thông Triều Phong. Thưa quý vị và các bạn, đã quá quen thuộc với chúng ta qua mỗi cuộc thi chinh phục. Cuộc thi chinh phục năm 2019 gồm có 4 phần thi mang tên Xuất phát, Thử thách, Tăng tốc và Chinh phục. Và bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên mang tên Xuất phát. Phần thi Xuất phát là một bộ 6 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm gồm 3 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Chắc có lẽ các bạn thí sinh cũng đã quá quen thuộc với thể lệ của phần thi này rồi. Và chúc các bạn sẽ đạt được 100 điểm ở phần thi đầu tiên. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ nhất. Dãy bit nào dưới đây biểu diễn nhì phân của số 31 trong hệ thập phân? A 1101010, B 1010010, C 0011111 và D 1100110. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ở câu hỏi đầu tiên thì cả 4 thí sinh của chúng ta đều chọn đáp án C. Và chúc mừng cả 4 bạn thí sinh đã ghi được số điểm đầu tiên. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Câu thơ Lôi thôi sĩ tử vai đeo lò, ầm òe quan trường miệng thét loa là của tác giả nào? A. Nguyễn Khuyến, B. Nguyễn Đình Chiểu, C. Trần Tế Xương và D. Nguyễn Du. Thời gian bắt đầu. Ở câu hỏi này, bạn Yến Nhi chưa đưa ra đáp án trả lời. Và ba bạn Ngọc Vũ, Hữu Nghị, Chính Huy chọn đáp án C. Vâng, và đáp án chính xác là đáp án C. Chúc mừng ba bạn thí sinh, Ngọc Vũ, Hữu Nghị và Chính Huy. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3 trong bộ câu hỏi 10 điểm. Bào quan nào sau đây có cả ở tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ? A. Ribosome, B. Ti thể, C. Không bào, D. Lục lạp. Thời gian bắt đầu. Ở câu hỏi số 3, bạn Yến Nhi và Chính Huy chọn đáp án A, bạn Ngọc Vũ và Hữu Nghị chọn đáp án C. Và số điểm sẽ được cộng cho hai bạn Yến Nhi và Chính Huy. Đáp án A là đáp án chính xác. Chúng ta vừa trải qua bộ câu hỏi 10 điểm, bây giờ sẽ là bộ câu hỏi 20 điểm. Câu hỏi số 4.
Quốc gia nào sau đây có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á? A. Myanmar, B. Thái Lan, C. Indonesia và D. Malaysia. Thời gian bắt đầu. Bạn Yến Nhi, Ngọc Vũ và Chín Huy chọn đáp án C, bạn Hữu Nghị chọn đáp án D. Vâng. Và đáp án của câu hỏi này là đáp án C. Chúc mừng ba bạn Yến Nhi, Ngọc Vũ và Chín Huy, mỗi bạn được cộng 20 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 5. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Fill in the gap with the correct option. Early that morning, we set off on our journey at the sun world. A. Going down, B. Coming up, C. Setting off, and D. Getting along. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ở câu hỏi tiếng Anh thì cả bốn bạn thí sinh của chúng ta đều đưa ra đáp án B. Và đó là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng cả bốn bạn thí sinh đã ghi tiếp được số điểm 20 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 6 trong bộ câu hỏi 30 điểm. Chúc các bạn thí sinh may mắn. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số? Biết rằng trong mỗi số đó, chữ số đứng trước luôn bé hơn chữ số đứng liền sau nó. A. 84, B. 64, C. 96 và D. 48. Thời gian bắt đầu. Vâng, có thể nói rằng thì là cả bốn bạn thí sinh chúng ta đều có một phương án trả lời rất là giống nhau. Đáp án của các bạn đưa ra là đáp án A và đây là đáp án chính xác. Chúc mừng tất cả các bạn. Mới trải qua phần khởi động thôi nhưng mà chúng ta cùng thấy được các bạn thí sinh của chúng ta ngang sức ngang tài. Và cũng với câu hỏi số 6 vừa rồi cũng đã khép lại phần thi xuất phát tại đây. Cho đến lúc này thì vị trí của mỗi bàn trên đường đua cũng đã có sự thay đổi rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sự hoán đổi này ở những phần thi tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng đến với bảng điểm đầu tiên. Bàn Yến Nhi 90 điểm, Ngọc Vũ 90 điểm, bàn Hữu Ghi 70 điểm và bàn Chín Huy 100 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Đó là số điểm đầu tiên mà các bạn thí sinh của chúng ta đã ghi được ở phần thi đầu tiên. Bây giờ sẽ là phần thi thứ hai mang tên thử thách. Trong phần thi thử thách, mỗi thí sinh có 1 phút để trả lời bộ gồm 6 câu hỏi. Trả lời đúng 1 câu hỏi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Hết 6 câu hỏi, người dẫn chương trình sẽ ra hiệu lệnh kết thúc phần thi của thí sinh. Lưu ý, trong phần thi thử thách, thí sinh có quyền bỏ qua những câu hỏi chưa có đáp án. Tuy nhiên, thí sinh không có quyền trả lời lại những câu trả lời sai và những câu bỏ qua trước đó dù còn thời gian. Vâng, 60 giây cho 6 câu hỏi thì đòi hỏi thí sinh của chúng ta cần phải cân đổi thời gian, suy nghĩ thật nhanh và đưa ra đáp án thật chính xác để ghi điểm tối đa ở phần thi này. Và theo thứ tự thì bạn Yến Nhi đến từ trường Trung học phổ thông Gio Linh sẽ trải qua phần thi thử thách. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng lên màn hình để đến với ngôi trường nơi bạn đang theo học. Bạn Yến Nhi là bạn học giỏi, rất là tự tin và bạn siêng năng và ở trong lớp là bạn rất hay xung phong phản biện xây dựng bài, tích cực tham gia các hoạt động như các hoạt động văn nghệ trong lớp và bạn cũng rất hòa đồng với các bạn trong lớp. Yến Nhi là một người rất là siêng năng và học giỏi và những lúc rảnh thì bạn ấy thường là giúp bạn bè. Bạn Yến Nhi là luôn tranh thủ mỗi giờ ra chơi để bạn ngủ và lúc bạn ngủ thì bạn rất là dễ thương. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kênh Hoàng Yến Nhi, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Gio Linh. Đây là lần thứ hai mình đến với cuộc thi chinh phục và mình mong rằng là với những kinh nghiệm đã có từ trước đó thì mình sẽ cố gắng dần được giải cao. Các bạn hãy cổ vũ cho mình nhé. Yến Nhi cố lên. Yeah. Bye bye. Con ơi. Bạn Yến Nhi thân mến, được biết bạn học khá về các môn tự nhiên.
Các môn xã hội cũng là một thế mạnh đối với bạn. Vậy thì bạn có thể cho biết là đối với các môn xã hội thì bạn tìm thấy niềm cảm hứng gì từ những cái kiến thức xã hội mà bạn đã tiếp thu được? Dạ, thực ra thì em rất thích học các môn xã hội vì từ thực ra là các môn xã hội thì em thích nhất là môn lịch sử vì từ nhỏ thì ông nội đã hay kể những cái chuyện từ ngày xưa cho em nghe và em nghĩ đó là nguồn cảm hứng mà giúp em đến với các môn xã hội. Vâng, bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết thêm là có vị danh nhân hay là nhân vật lịch sử nào mà đã gây cho bạn ấn tượng đặc biệt không? Dạ, danh nhân thì chắc chắn là phải là Bác Hồ rồi ạ. Vâng, và xin được chúc cho bạn thật may mắn ở phần thi này nhé. Em cảm ơn. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho bạn Yến Nhi đi ạ. Bộ câu hỏi số 1 dành cho bạn Yến Nhi, thời gian bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Du là gì? Nhà Tổ Như. Không chính xác, Thanh Hiên. Câu hỏi số 2, một tế bào gan có khả năng tiêu hóa vi khuẩn, chức năng này được thực hiện bởi phương thức nào? Tiết enzyme. Không chính xác, thực bào. Câu hỏi số 3, cấp số nhân với công bồi có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 gọi là gì? Cấp số nhân lui vô hạn. Chúng ta cùng chờ đợi. Câu hỏi số 4, giải thích tại sao trong phòng thí nghiệm người ta lại thu khí oxy bằng phương pháp rời chỗ của nước? Bỏ qua. Câu hỏi số 5, dân số Hoa Kỳ tăng nhanh là do nguyên nhân nào? Do luồng di cư. Do luồng nhập cư. Chính xác. Câu hỏi số 6, what is it to make the humus different vegetable in the big bowl? You don't have to cook them. Salad. Chính xác. Với bộ câu hỏi số 1 dành cho bạn Yến Nhi, chúng tôi có hỏi bạn đó là cấp số nhân với công bồi có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 gọi là gì? Thì đáp án của bạn đưa ra được chấp nhận, bạn ghi điểm ở câu hỏi này. Và với câu hỏi số 4, giải thích tại sao trong phòng thí nghiệm người ta lại thu khí oxy bằng phương pháp rời chỗ của nước? Đáp án đó chính là do oxy là chất khí nặng hơn không khí và ít tan trong nước. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ 2 này, bạn Yến Nhi đã ghi cho mình được 60 điểm. Chúc mừng bạn Yến Nhi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ngôi trường Trung học Phổ thông Thị xã Quảng Trị, nơi mà bạn Ngọc Vũ đang theo học qua những hình ảnh sau đây. Chào bạn, mình là Trần Ngọc Vũ, đến từ giờ là 11 ở trường Trung học Nguyễn Sáu Quảng Trị. Và mình rất vui là một trong ba đại diện của trường tham dự cuộc thi chính phủ tỉnh năm nay. Và đến với cuộc thi năm nay thì mình với tinh thần chính là giao lưu và học hỏi. Và năm nay cũng là năm thứ 2 mình tham dự cuộc thi này. Hãy cùng xem các bạn trong lớp gửi cảm tâm tư gì cho mình nhé. Vũ ơi! Em cứ nói chạy vô đi đi! Vũ ơi! Em cứ nói chạy vô đi đi! Vũ ơi! Bây giờ sẽ là bộ câu hỏi dành cho bạn. Thời gian bắt đầu. Ai được coi là mặt trời của thi ca? Chính xác. Câu hỏi số 2. Quá trình nào mà quả đỏ CO2 được rễ cây giải phóng vào đất? Cố định nitơ. Không chính xác. Hô hấp. Câu hỏi số 3. Có một tàu điện đi về hướng nam, gió hướng tây bắc, vây khỏi từ con tàu xẻ ra theo hướng nào? Tây bắc. Không chính xác, tàu điện không có khói. Câu hỏi số 4, vì sao cồn lại có khả năng sát khuẩn? Dạ. Vì cồn có khả năng oxy hóa. Không chính xác. Câu hỏi số 5, sa mạc nào lớn thứ 2 ở châu Phi? Bỏ qua. Kalahari. Câu hỏi số 6, what it is? It's a short extract from a movie on television program. Trailer. Không chính xác, clip. Ở câu hỏi số 4, vì sao cồn lại có khả năng sát khuẩn? Bởi vì cồn có khả năng thẩm thấu cao nên có thể thẩm sâu vào trong tế bào vi khuẩn, gây đông tụ protein làm cho vi khuẩn chết. Vâng, và kết thúc phần thi thứ 2, bạn Ngọc Vũ ghi được số điểm 20 điểm. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho bạn Ngọc Vũ cố gắng nỗ lực hơn ở phần thi tiếp theo. Xin được cảm ơn các bạn cổ động viên. Bây giờ thì sẽ là phần thi thử thách của bạn Hữu Nghị đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Xin mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình một lần nữa.
tất cả các bạn đến với vòng chung kết cuộc thi đưa lên Olympia cấp trường. Vâng. Xin chào, mình tên là Trần Hữu Nghị, học sinh lớp 11 Lý. Ngay từ nhỏ, mình đã có niềm đam mê chinh phục trí thức và mình đã đăng ký cuộc thi chinh phục để có thể giành được điểm vinh quang. Mọi người nhớ cổ vũ cho mình nhé. Vâng, rất là sôi động phải không ạ? Tình cảm của các bạn trong lớp dành cho bạn Hữu Nghị rất là đặc biệt. Bạn Hữu Nghị thân mến, bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết thì thông thường thì mỗi chúng ta đều chọn cho mình một thần tượng, thì bạn có thể cho biết thần tượng của bạn là ai được không? Dạ thưa chị, thần tượng của em chỉ là em Phan Đăng Nhật Minh. Vâng, vậy thì bạn đã làm như thế nào để có thể xứng đáng với thần tượng của mình? Dạ thưa chị, là mỗi khi học trên lớp là em luôn luôn cố gắng hiểu bài hay trên lớp để có khả năng giảm tải được những kỹ năng khi về nhà. Và em, quan điểm của em là học để hiểu chứ không phải học để thuộc. Một phương châm cũng rất là đơn giản nhưng cũng rất là ý nghĩa đấy. Và chúc bạn sẽ luôn luôn thành công. Và trước tiên là thành công ở phần thi này, đúng không ạ? Vâng, bây giờ sẽ là thời gian cho bạn Hữu Nghị. Câu hỏi thứ nhất: tác phẩm văn học của Solokhov được giải Nobel văn học 1965 là gì? Bỏ qua. Sông Đông êm đềm, câu hỏi số 2: máu trở về tim qua đâu? Qua tĩnh mạch. Chúng ta cùng chờ đợi. Câu hỏi số 3: đường thẳng đi qua trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoài tiếp của tam giác gọi là gì? Đường ta lẽ. Không chính xác, đường thẳng Euler. Câu hỏi số 4: thuốc nổ đen là hỗn hợp của các chất nào? Casiolo 3. Không đầy đủ, C và S nữa. Câu hỏi số 5: đảo nào lớn nhất khu vực Đông Nam Á? Đảo Phú Quốc. Không chính xác, Kalimantan. Câu hỏi số 6: what it is breakfast, lunch and supper are on example of this? Dinner. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ hai. Bạn Hữu Nghị đã đưa ra đáp án với câu hỏi số 2: máu trở về tim qua đâu? Đáp án của bạn được chấp nhận, bạn ghi điểm ở câu hỏi này. Đáp án chính xác đó chính là tĩnh mạch phổi. Và câu hỏi số 6, bạn đưa đáp án là dinner, không được chấp nhận, đáp án chính xác là meal. Và kết thúc phần thi thứ hai này thì bạn Hữu Nghị ghi được 20 điểm. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho bạn Hữu Nghị có thêm tinh thần động lực ở các phần thi tiếp theo. Vâng, và bây giờ sẽ là phần thi của bạn Chính Huy. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để đến với ngôi trường và lớp học nơi bạn Chính Huy đang theo học, đó là trường Trung học phổ thông Tân Lâm. Chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Chính Huy, học sinh lớp 11B trường Trung học phổ thông Tân Lâm. Như các bạn vừa thấy, mình vừa chơi một trò chơi rất là vui nhộn đối với lớp mình. Và các bạn cũng thấy được con gái lớp mình rất là ăn hiếp con trai. Đến với cuộc thi này, mình với tinh thần giao lưu học hỏi kiến bạn là chính. Các bạn hãy cổ vũ cho mình nhé. Chúc bạn may mắn. Bây giờ sẽ là bộ câu hỏi số 4 dành cho bạn Chính Huy. Thời gian bắt đầu. Trong thần thoại Apollo. Không chính xác, Helios. Câu hỏi số 2: từ tĩnh mạch phổi máu đổ vào đâu? Tim. Không chính xác, tâm nhĩ trái. Câu hỏi số 3: thế nào là tứ diên gân đều? Bỏ qua. Câu hỏi số 4: tổng số liên kết cộng hóa trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu? 1. 10 ạ. Câu hỏi số 5:
Khi giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2018 thì ở Việt Nam sẽ là mấy giờ? Bảy giờ. Chính xác. Câu hỏi số 6. What it is you eat this when you haven't got much time or when you aren't very hungry? It's... Không chính xác, snake. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ hai. Bạn Chính Huy ghi được 20 điểm. Chúc mừng bạn. Với bộ câu hỏi dành cho bạn Chính Huy thì ở câu hỏi số 3 thế nào là tứ diện gần đều? Đáp án chính xác đó chính là tứ diện có các kênh đối bằng nhau. Và câu hỏi số 5, khi giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2018 thì ở Việt Nam sẽ là 7 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ hai, bạn Chính Huy ghi được số điểm là 20 điểm và đồng thời cũng khép lại phần thi thứ hai mang tên thử thách tại đây. Chúng ta hãy cùng đến với bảng điểm qua hai phần thi mà các bạn đã ghi được cho đến thời điểm này. Bạn Yến Nhi 150 điểm, bạn Ngọc Vũ 110 điểm, bạn Hữu Nghị 90 điểm và bạn Chính Huy 120 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Tiên phong trong công nghệ kết nối Internet tốc độ cao. Fiber VNN Internet thế hệ mới cho mọi gia đình Việt. Không giới hạn dung lượng sử dụng. Giải pháp bảo mật hàng đầu thế giới. Đường truyền siêu tốc độ. Fiber VNN Internet cáp quang thị phần số 1 Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với cuộc thi chinh phục với sự tranh tài giữa bốn bạn thí sinh ngày hôm nay. Bạn Yến Nhi đến từ trường Trung học phổ thông Giao Linh, bạn Ngọc Vũ đến từ trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, bạn Hữu Nghị đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và bạn Chính Huy đến từ trường Trung học phổ thông Tân Lâm. Và qua hai phần thi xuất phát và thử thách thì tạm thời với 150 điểm, bạn Yến Nhi của trường Trung học phổ thông Giao Linh đang dẫn đầu. Và với phần thi thứ ba này, vị trí trên bảng tổng sắp chắc chắn sẽ có những thay đổi đầy bất ngờ bởi vì đây là một phần thi khá gay cấn. Và các bạn cổ động viên thân mến, hãy dành cho các thí sinh của chúng ta một tràng pháo tay cổ vũ thật nồng nhiệt để họ đến với phần thi tiếp theo ngay sau đây. Bây giờ sẽ là phần thi tăng tốc. Phần thi tăng tốc là một hình ảnh gồm 8 câu hỏi mảnh ghép, trong đó có 6 câu hỏi 20 điểm và 2 câu hỏi 40 điểm. Thí sinh lựa chọn mảnh ghép, suy nghĩ và trả lời trong vòng 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Nếu hết thời gian mà thí sinh không đưa ra được đáp án, thì cơ hội được dành cho một trong 3 thí sinh còn lại là người bấm chuông nhanh nhất. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Khi có một mảnh ghép được mở ra, tất cả thí sinh đều có quyền bấm chuông trả lời hình nền. Thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai sẽ mất quyền thi tiếp vòng này. Sau 5 câu hỏi, nếu các thí sinh vẫn không bấm chuông trả lời hình nền, người dẫn chương trình sẽ gợi ý đáp án hình nền. Tuy nhiên, nếu thí sinh nào bấm chuông trả lời đúng đáp án hình nền, thì số điểm chỉ còn lại là 30 điểm. Trong trường hợp mặc dù đã được gợi ý, nhưng các thí sinh vẫn không trả lời được hình nền, người dẫn chương trình sẽ mời các cổ động viên. Đó là thể lệ của phần thi thứ 3 mang tên tăng tốc. Và bây giờ xin mời các bạn thí sinh chúng ta cùng nghe câu hỏi hình nền. Hãy cho biết nội dung bức ảnh. Đáp án có 13 chữ cái. Xin được nhắc lại câu hỏi hình nền. Hãy cho biết nội dung bức ảnh và đáp án có 13 chữ cái. Bây giờ chúng ta cùng đến với sự lựa chọn mảnh ghép đầu tiên từ bạn Yến Nhi. Em xin chọn mảnh ghép số 6. Mảnh ghép số 6. Huyện Củ Chi thuộc tỉnh hoặc thành phố nào của nước ta? Dạ. Thời gian bắt đầu. Huyện Củ Chi là thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn toàn chính xác, bạn được cộng 20 điểm trong tổng số điểm của mình. Rất là nhanh chóng. Củ Chi là một huyện ngoài thành nằm về phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Củ Chi nằm trên một vùng đất chuyển tiếp từ vùng đất cao của núi rừng miền Đông Nam Bộ xuống vùng đất thấp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một vùng đất kiên cường trong suốt hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Sài Gòn Gia Đình. Huyện Củ Chi có địa đạo Củ Chi nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và mảnh ghép số 6 đã được mở ra. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của bạn Ngọc Vũ. Em chọn số 7. Mảnh ghép số 7.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hòn đảo nào ở khu vực Bắc Trung Bộ được Bác Hồ hai lần gửi thư khen vì thành tích đánh giặc xuất sắc? Thời gian bắt đầu. Đảo Cồn Cỏ. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn Ngọc Vũ. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, các cán bộ chiến sĩ đảo Cồn Cỏ đã đoàn kết một lòng, mưu trí, dũng cảm, đánh bại quân lực cùng bom đạn tàn khốc của địch. Theo thống kê, gần 1.500 ngày đêm, bộ đội đảo Cồn Cỏ đã đánh gần 1.000 trận lớn nhỏ, bắn rơi 48 máy bay, bắn chim 17 tàu chiến và tàu biệt kích Mỹ. Quân đội Sài Gòn, với những chiến công hiển hách này, đảo Cồn Cỏ vinh dự được Bác Hồ hai lần gửi thư khen ngợi, Đảng và Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và bàn Ngọc Vũ được cộng 20 điểm và mảnh ghép số 7 đã được mở ra. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của bàn Hữu Nghị. Thưa chị, em xin chọn ô số 4. Mảnh ghép số 4. Địa phương nào ở tỉnh Quảng Trị từng được mệnh danh là lũy thép trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Thời gian bắt đầu. Thưa chị, là Cửa Việt. Khai Sinh. Không chính xác. Cảm ơn bạn. Và chúng tôi đã nhận được tín hiệu hiện lên từ bạn Yến Nhi. Bạn có chắc chắn với sự lựa chọn của mình không ạ? Dạ, chắc khoảng 70%. Vâng, nếu như mà 70% đó bạn không vượt qua thì có nghĩa là bạn sẽ dừng phần thi này tại đây. Và đó một điều rất là đáng tiếc. Vâng, chúng tôi nghe đáp án của bạn. Mời dạ, bạn. Đáp án của em là Địa Đào Vinh Mốc. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với toàn phần hình nền. Đây là một công trình hết sức độc đáo thể hiện trí thông minh sáng tạo của quân và dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay nó là một địa điểm du lịch rất hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Trong những năm chiến tranh phá hoại, Địa Đào Vinh Mốc nay thuộc thôn Vinh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị được mệnh danh là vùng đất lửa vì từng là tòa đồi chết, là mục tiêu hủy diệt của địch, máy bay rải bom trên không, pháo bắn từ hàm đồi ngoài biển vào. Thế nhưng, chính từ nơi chiến trường ác liệt ấy, bằng sức người và ý chí, nhà nhà đào địa đào, địch can, dừng đào, địch rút, tiếp tục đào. Nhân dân Vinh Mốc đã làm nên một kỳ tích sống trong lòng đất. Địa đào Vinh Mốc đã chở che, bảo toàn mạng sống cho bao người dân. Hệ thống địa đào gồm có 3 tầng. Tầng thứ nhất sâu 12 mét, dùng để sinh sống. Tầng thứ hai cách mặt đất 15 mét, được dùng làm nơi cất giữ lương thực và vũ khí hay hội họp. Và tầng cuối cùng sâu 23 mét, dùng để tránh bom. Toàn bộ hệ thống địa đào Vinh Mốc có 13 cửa thông ra ngoài, trong đó có 7 cửa thông ra biển, 6 cửa thông lên đồi, mỗi cửa hầm được coi là một lỗ thông hơi. Kể từ sau ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải và sạch bóng quân thù, địa đào Vinh Mốc đã trở thành huyền thoại không chỉ về sức sống kỳ diệu và ý chí quả cảm của con người trong chiến tranh, mà còn là một công trình kiến trúc độc đáo, một danh thắng du lịch nổi tiếng của Quảng Trị chúng ta. Vâng, như vậy là bạn Yến Nhi đã đưa ra đáp án rất là chính xác cho câu hỏi hình nền vừa rồi. Bạn Yến Nhi thân mến, bạn đã có dịp đến với địa đào Vinh Mốc chưa ạ? Dạ, trong một lần trường tổ chức cho học sinh đi tham quan thì em đã từng đến địa đào Vinh Mốc rồi. Vâng, đó là một sự trải nghiệm rất là thú vị và rất có ý nghĩa, đặc biệt là trong phần thi này đối với bạn. Chúc mừng bạn đã ghi được 50 điểm trong tổng số điểm của mình. Em cảm ơn. Chúng tôi có đưa ra một câu hỏi ở mảnh ghép số 4. Địa phương nào ở tỉnh Quảng Trị từng được mệnh danh là lũy thép trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Thì đó chính là huyện Vĩnh Linh. Và như vậy là phần thi thứ 3 cũng đã khép lại tại đây. Và chúng ta cùng đến với bảng điểm của các thí sinh trước khi bước vào phần thi mang tính chất quyết định. Bạn Yến Nhi 220 điểm, bạn Ngọc Vũ 130 điểm, bạn Hữu Nghị 90 điểm và bạn Chính Huy 120 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Như vậy là đã qua 3 vòng thi xuất phát thử thách và tăng tốc. Và bạn Yến Nhi vẫn đang tạm thời dẫn đầu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn chưa thể nói gì về chân dung của người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta còn 6 câu hỏi có tổng số điểm là 180 điểm ở phần thi thứ tư mang tên chinh phục. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay để động viên các bạn thí sinh trước khi bước vào phần thi mang tính chất quyết định. Bây giờ là phần thi chinh phục. Hưởng ngàn ưu đãi khi chọn mạng Vinaphone giữ nguyên số, nhận hoàn cước 20% trong 3 tháng. Hưởng tốc độ 3G 4G số 1 Việt Nam. Hưởng dịch vụ đẳng cấp.
hưởng ưu đãi từ hàng ngàn đối tác liên kết. Có Vinaphone, hưởng nhiều hơn. Phần thi chinh phục gồm 6 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi 20 giây. Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Trong trường hợp thí sinh đầu tiên trả lời sai, người dẫn chương trình ra hiệu lệnh thời gian còn lại cho 3 thí sinh tiếp tục phần thi. Thí sinh bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Hy vọng thì các bạn thí sinh sẽ vận dụng tất cả sự hiểu biết những kiến thức của mình để giành cơ hội trong mỗi câu hỏi. Và cũng lưu ý rằng câu hỏi của các bạn đưa ra phải thật sự chính xác, nếu không thì các bạn sẽ bị trừ điểm. Và các bạn thí sinh thân mến, trong mỗi cuộc thi thì ở vòng loại của cuộc thi chinh phục, ngoài 15 trận vòng loại thì chúng tôi sẽ chọn ra một thí sinh có số điểm nhì cao nhất. Cho nên là các bạn hãy cố gắng đến cùng cho đến câu hỏi cuối cùng của phần thi này. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Bào quan nào có rất nhiều trong tế bào tuyến tụy chuyên sản xuất enzyme tiêu hóa? Giải thích. Thời gian bắt đầu. Đáp án của câu hỏi này đó chính là lưới nồi chất hạt. Vì lưới nồi chất hạt chuyên tổng hợp các loại protein bài xuất ra khỏi tế bào. Vâng, theo một kiến thức để cung cấp cho các bạn thí sinh và các bạn cổ động viên. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2. Tại sao trên trái đất sự phân bổ nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ địa lý, theo lục địa và đại dương? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Yến Nhi. Dạ thưa chị, đầu tiên là về nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ địa lý là bởi vì tùy vào vĩ độ địa lý thì góc chiếu từ mặt trời đến mặt đất là khác nhau, rồi là theo lục địa và đại dương là bởi vì càng vào sâu trong lục địa thì càng có được ít gió biển nên là nhiệt độ sẽ cao hơn, và ở đại dương thì thường là nhiệt độ mát tức là thấp hơn. Đáp án của bạn đưa ra chưa chính xác. Và rất tiếc chúng tôi sẽ lấy đi của bạn 10 điểm. Và thời gian vẫn còn cho các thí sinh còn lại. Bắt đầu. Đáp án của câu hỏi này đó chính là do sự thay đổi của góc nhập xạ theo vĩ độ địa lý. Thứ hai là do sự thay đổi của thời gian chiếu sáng theo vĩ độ địa lý. Và thứ ba là do sự khác nhau về tính chất của lục địa và đại dương. Rất tiếc cho các bạn thí sinh. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam nhôm trong dung dịch HNO3 loãng dư. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 67,9 gam muối và 1,12 lít khí X. Xác định khí X. Thời gian bắt đầu. Mời bạn Hữu Nghị. Chị là N2O. N2O, không chính xác ạ. Và bạn Hữu Nghị sẽ bị trừ đi 10 điểm. Và thời gian vẫn còn. Bạn Yến Nhi đưa ra tín hiệu trả lời ở giây cuối cùng. Mời bạn. Thế là khí NO. NO cũng không chính xác. Và bạn sẽ bị trừ đi 10 điểm. Đáp án của chúng ta, khí X ở đây chính là N2. Ta có khối lượng NH4NO3 bằng 67,9 trừ đi 213 nhân cho 0,3 bằng 4 gam. Số mol electron của NH4NO3 là 0,4 mol. Số mol electron của khí X bằng 0,9 trừ 0,4 bằng 0,5 mol. Số E mà khí X nhận bằng 10, về khí X là N2. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 4. Đến năm 2018, tỉnh thành nào ở nước ta sở hữu nhiều danh hiệu UNESCO trao tặng nhất? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Ngọc Vũ. Chào em là Huế, Thừa Thiên Huế. Vâng, không chính xác ạ. Bạn Ngọc Vũ sẽ bị trừ đi 10 điểm.
và thời gian vẫn còn. Chúng ta đang nhắc đến thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội hiện sở hữu nhiều danh hiệu UNESCO trao tặng nhất cho 6 đối tượng, đó là Hoàng thành Thăng Long, Bia Tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long, Ca trù Hồi Giống, Tín ngưỡng Thờ Mẫu và Kéo Co. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục phần thi chinh phục với câu hỏi số 5. Which country will be the host of the SEA Games 31 and in which year? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Hữu Nghị. That country is Vietnam and in 2019. 2019. Không chính xác. Chúng tôi sẽ lấy đi của bạn 10 điểm. Và chỉ còn một giây cuối cùng nữa thôi. Vâng, và mời bạn cổ động viên ạ. Câu trả lời của em là SEA Games 31 là tổ chức ở Việt Nam. Bạn trả lời bằng tiếng Anh dùm tôi. Việt Nam. Việt Nam đi. Và năm tổ chức là năm 2021. Vâng, hoàn toàn chính xác. Việt Nam. Và vào năm 2021. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn Ngọc Vũ, một chút nữa thôi là bạn đã ghi được điểm câu hỏi này rồi. Vâng. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi số 6. Nam và Sơn cùng sống trong một chung cư cao tầng. Nhà Nam ở tầng 3, khi về nhà phải leo lên 40 bậc cầu thang, bao gồm 4 bậc trước của cửa chung cư. Nhà Sơn ở tầng 10, nếu không đi thang máy, khi về nhà Sơn phải leo bao nhiêu bậc thang? Số bậc thang mỗi tầng bằng nhau. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Mời bạn Hữu Nghị. Dạ thưa chị là 180 bậc. Không chính xác. Vâng. Và bạn Ngọc Vũ. 124 bậc. Đó là đáp án chính xác. Vâng. Số bậc thang mỗi tầng là 40-4, tất cả chia cho 3 bằng 12. Số bậc thang lên đến nhà Sơn là 12 nhân 10 cộng 4 bằng 124 bậc thang. Bạn Ngọc Vũ được cộng 20 điểm trong tổng số điểm của mình. Và như vậy là câu số 6 vừa rồi cũng đã khép lại phần thi chinh phục, cũng đã khép lại cuộc thi chinh phục ngày hôm nay tại đây. Và chúng ta đến với bảng điểm tổng sắp cuối cùng. Bạn Hữu Nghị 60 điểm, bạn Chính Huy 120 điểm, bạn Ngọc Vũ 140 điểm và bạn Yến Nhi 200 điểm. Chúc mừng các bạn. Vâng, và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng bạn Yến Nhi đến từ trường Trung học phổ thông Giao Linh đã chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay và giành quyền đi tiếp vào vòng thứ hai của cuộc thi chinh phục. Bây giờ xin mời cả bốn bạn chúng ta cùng bước lên phía trước để nhận phần thưởng của chương trình. Xin được trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Trọng Mẫn đến từ trường Trung học phổ thông Triều Phong lên trao giải ba cho hai bạn Hữu Nghị và bạn Chính Huy ạ. Hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của hai bạn Hữu Nghị và Chính Huy đến với cuộc thi hôm nay. Xin được cảm ơn thầy giáo Nguyễn Trọng Mẫn và xin trân trọng kính mời thầy giáo Hoàng Tấn Linh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng lên trao giải nhì cho bạn Ngọc Vũ. Chúc mừng bạn Ngọc Vũ đã giành được giải nhì ạ. Xin được cảm ơn thầy giáo Hoàng Tấn Linh và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đăng Hòa, chuyên viên phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục Đào tạo lên trao giải nhất cho bạn Yến Nhi đến từ trường Trung học phổ thông Giao Linh. Hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng người chiến thắng trong cuộc thi hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đăng Hòa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tranh tài giữa 4 bạn thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà, Trung học phổ thông Đắk Rông, Trung học phổ thông Hướng Hóa và Trung học phổ thông Cam Lộ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn cổ động viên và các bạn thí sinh đã đến với sân chơi chinh phục ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.